Dạ con dạ ông bà đi. Dạ Ly ơi. Dạ Ly ơi. Đi ra bữa phá không bà ơi. Ly ơi, con dạ Ly ơi. Con Nè nè, con mi gió bà cái đi, mi gió bà cái. Ba. Hôm ba miết. Hai phải ba nè, hai phải. Ly ơi, hai phải, hai phải. Hai phải. Hai phải. Mi gió ba miết, mi gió ba. Vâng. Vâng. Mi gió ba đi. Dạ cô ông bà đi con. Dạ ông bà. Dạ Ly ơi. Dạ con. Dạ Ly ơi. Dạ Ly ơi. Dạ mẹ. Con kêu ba ba đi Ly. Ba ba. Ba 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 ba. Nói đi con. Ba 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 ba. Mọi tướng ngồi nè ông bà ơi. Tướng ngồi nè ông bà cô chú ơi. Ba ba đi. Ba ba. Ok đi. Ba ba. Xin chào đại gia đình của kênh Quỳnh Trí Bảo nha. Thì hôm nay cả nhà ơi mình sẽ nấu hủ tiếu mì hả ta? Mì. Mình sẽ nấu mì với hủ tiếu mì nhưng mà mình muốn làm xá xíu nữa nè cả nhà. Thì cái món xá xíu này từ nào giờ mình chưa làm lần nào hết. Hôm nay á là mình mới học hỏi thôi thì mình cũng làm đại đi rồi cả nhà mong mình làm thành công nha. Thì á hả? Làm xá xíu á thì đây là mình có bột gia vị làm xá xíu nè cả nhà. Thì ở đây á là có hơn 1 ký thịt con ha. Dạ. Khoảng 1 ký rưỡi thịt. Thì bây giờ á, thì mình sẽ cho vô đây là hành tỏi nha cả nhà. Hành tỏi nhiều thì thơm cả nhà ơi. Hành tỏi mình đâm nhuyễn. Đó. Rồi mình sẽ cho vô đây là hai muỗng dầu hào nè cả nhà. Lần đầu tiên mình làm nha cả nhà. Nếu mà có gì mà không đúng á, thì mong cả nhà comment góp ý thêm cho mình nha. Một muỗng. 2 muỗng dầu hào. Đây là mật ong nè cả nhà. Thì cũng một muỗng mật ong. Hơn một muỗng mật ong chút đi. Đó, cho nó ngọt ngọt mà cái màu nó cũng đẹp nữa. Thì mình sẽ cho vô đây 2 muỗng hạt nêm. Nửa muỗng muối. Ở trong đây có mật ong rồi thôi mình cho 2 muỗng đường thôi nha cả nhà. Đó thì bây giờ mình sẽ trộn lên cả nhà. Cái gì vậy trời? Phá gì của ba? Đó mình trộn lên cho nó thấm thấm đi rồi. Rồi đây là mình sẽ có một bịch bột xá xíu mình sẽ cho vô nha cả nhà, cho hết bịch luôn hả? Dạ. Hôm nay là nghiên cứu cái này là mình mới, cái này là mình nghiên cứu rồi cả nhà ơi, chứ cái này đó giờ á thì mình chưa có làm món này qua lần nào hết. Hả gì? Nhưng bịch chắc nhiều lắm. Không mà được mà, người ta có ghi trong đó đó. Vậy hả? Một ký một bịch đó là được bấy nhiêu đó. Rồi cái này mình để ướp thêm khoảng 30 phút cho nó thấm đó rồi xong chế biến công đoạn tiếp theo nha cả nhà. Đó thì đây nè cả nhà ơi, thì sau khi mà mẹ ướp được khoảng gần 1 tiếng đồng hồ thì cả nhà thấy cái màu nó lên. Hồi nãy cả nhà, xin lỗi cả nhà là nãy bỏ coi cái bịch đó là 75g thì tức là nó tới gấp 3 lần cái bịch đó phải kê 3 kg nên là bỏ hốt ra hết. Hốt qua hết luôn thì phải chừa lại thì trong vòng người ta nói khoảng 25-30g là cho 1 kg hơn 1 kg thịt. Đó là thành ra mình phải ướp lại thì nói chung là cái gì lần đầu cũng phải sơ sót thôi cả nhà ơi. Sơ sót mà còn cứu chữa kịp thời. Chữa được, cứu được.
nó chưa kịp thời vậy thôi. Không có gì quá. Ấy, nhưng mà cái màu rất là đẹp ha cả nhà ha. Hy vọng là một lát nữa khi mà miếng thịt mình làm xong là miếng thịt tí xíu nó rất là màu đẹp. Còn bên đây thì đó, mẹ đang hầm cái nồi xương xương ống á. Xương ống đang sôi chút xíu nữa sẽ vớt bọt cả nhà. Mẹ đang ấy rồi, bắt đầu bây giờ mẹ sẽ làm màu xanh xíu nha. Quá đẹp luôn màu. Cả nhà ơi, thì cái món xá xíu này thì mình không có làm hành tỏi hết nha cả nhà, mình chỉ bỏ vô xèo xèo để cho nó săn thôi. Thì ướp ở trong cái xá xíu này nãy rồi mình có ướp chút dầu ăn nữa cả nhà. Nè, để cho miếng thịt mình nó mau mềm với lại là nó bóng quá cả nhà. Cả nhà thấy màu sắc thì cũng vừa dặn đẹp cả nhà ha. Quá hoàn bóng đẹp. Xăng rồi mình mới chế cái nước của ướp vô hả con? Dạ. Trở qua trở lại cho nó xăng. Đó, khi mà miếng thịt mình nó xăng đầy rồi cả nhà. Cho nước vô, cho cái nước ướp á, cái nước ướp hồi nãy của mình đây nè cả nhà, giờ mình cho vô rồi mình thấy là bao nhiêu nước đây mà tới cạn là miếng thịt mình sẽ không mềm được. Bây giờ mình cho thêm nước dừa, thì mình lấy nước dừa mình tráng cái thau cả nhà. Nước dừa này nên nó cũng công dụng giúp cho cái miếng thịt mình nó kẹo, nó ngọt. Đó, bây giờ mình sẽ nấu nước ở trong cái chảo này cho cạn nha nha. Đó cả nhà ơi, thì sau một thời gian là cũng đun sôi nảy lửa thì nó cũng bắt đầu hơi cạn rồi nè cả nhà. Cả nhà thấy miếng cái màu thịt mình cũng chín luôn rồi cả nhà ơi. Cái này là cái màu y vậy là mình thấy nó ngon hơn cái phẩm màu ở chỗ bán thịt mẹ heo là người ta cho phẩm màu vô. Còn này mình là thôi mình ăn nhà củ dị hương với đồ bịch đó thì có hương hương thôi. Rồi bên đây là phần xương ninh là nãy giờ nước cũng trong quá trời nè, vớt bọt hả mà. Vớt bọt. Ninh xương vậy bắt đầu nêm nếm rồi xong rồi bắt đầu mình trụng mì mình ăn thôi, đơn giản như không á mà. Đó, bây giờ cắt một miếng nha cả nhà. Cũng thấm đẫm tình quê lắm. Cái xíu này mình ăn được nhiều thứ lắm cả nhà ơi, là mình ăn được nhiều món lắm. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị gấp ăn nha cả nhà ơi, xá xíu ngon ghê không? Mì xá xíu thì phải có xá xíu. Ngập luôn hả? Ngập luôn, cho hết đã. Rồi dùng hơi xa trong ra cái dắt trong veo không cả nhà. Ủa chà, cục xương ống đây cả nhà ơi. Nước nhiều ăn rau cũng ngon. Đúng rồi, nhiều chút được. Ăn vô ăn rau. Rồi, hoàn thành cả nhà ơi, ngon quá. Thùy hay của bao nhiêu rồi? Đi làm gì la dữ vậy ta? Ok nè, chào cả nhà. Đó thì bây giờ coi như là cái món mì xá xíu của mẹ làm xong rồi nè cả nhà, rất là ngon, rất hấp dẫn. Đó thì bây giờ bố xin mời tất cả mọi người cũng thích món mì xá xíu hôm nay với gia đình mình nha. Xin mời cả nhà. Ủa, hôm nay có em Bali lên đây mà giờ nó la quá rồi mẹ. Bali làm rộn ràng quá. Rộn ràng quá rồi. Tại vì nó nói tại bà nội làm mì đó, bữa nay Bali biết ăn mì là cô chú coi là đó. Tại vì bà nội làm mì mà không biết ăn mì. Quên ăn thử miếng thôi. Ê, sao mình không đem cái gì xá xíu lên? Nữa cho nữa. Ăn thử miếng xá xíu ra nha. À, con đói bụng hả? Con ăn đi, cho con ăn miếng đi. Ngủ không? Vừa ăn không? Vừa ạ. Lần đầu tiên mình làm xá xíu cả nhà. Nước mì cũng ngon. Nhưng mà mấy cũng cũng thơm ngon cả nhà. Cái này mẹ cho nó kẹo chứ mà. Kẹo cho khô mấy thịt chút nữa nó cứng. Rất mà nhưng mà vậy là nó ngon à. Trời ơi, cái này ngon quá. Ngon quá hả? Vậy này ưu tiên cho Bali ăn trước cô chú. Đó. Cho Bali ăn trước sợi mì đã. Đó Bali. Có sợi mì vô con im lặng riêng luôn á.
Mẹ con ăn mì được, ăn đi con. Nội nấu ngon quá nội ơi. Tiêu đây. Nội nấu ngon tươi quá nội ơi. Đó, chuẩn rồi cả nhà. Màu cũng rất là hấp dẫn cả nhà ha. Ngon cả. Đi đến số 1 đi mẹ. Số 1. Cái này cái xá xíu này là cả nhà biết sao. Mình ăn với pate với bánh mì cũng ngon cả nhà. Nếu mà còn lại á, cái sáng mai cái mình mua bánh mì về cái mình cái pate mayonnaise chả vô hả? Với miếng chả cái là có bữa ăn sáng ngon rồi cả nhà. Bữa nãy lúc cái xá xíu mẹ làm á cả nhà, có cái phần nước sốt nó còn dư lại á. Nãy con cắt rồi phải không? Dạ con cất lại. Rồi cho bánh mì hết không? Mai là can vô bánh mì thôi đã luôn. Giờ này là giờ 2 giờ chiều ha. Giờ Ly không muốn ngủ. Ngồi tướng là thấy ghét rồi. Ghét rồi việc ăn mì. Sáng hai mẹ con dọn dẹp lau chùi nhà cửa cả nhà. Xong rồi mới đi chợ. Đi chợ về cái mình làm cũng hơi trương, chút ninh xương đủ cũng hơi lâu chút cả nhà. Ngon quá. Cái mì đó, nó có miếng xá xíu vô. Xin mời cả nhà dùng bữa với gia đình mình nha cả nhà. Có miếng xá xíu vô cái nó có mình muốn ngủ hiểu gì thương cái thành nó cũng giống giống như món ngốc của người Tàu. Ngon đi. Ngon đi. Cô dạy mẹ con tiếp nha. Ăn nữa dạ. Dạ đi mẹ con. Dạ. Giỏi quá. Cười quá, cười. Ba mình là giờ này ngủ rồi cả nhà. Trời ơi, cô ăn cả tổ, cô ăn cả mì, cứ lên nữa. Ngon con? À, ăn mì. Giá thì có rau cần. Rồi có cả salad non nữa nha. Ăn ngon lắm. Đúng rồi. Đó, đó. Không, không có nữa nè. Không ngủ ngồi chơi về mẹ ăn nha. Rồi, em ăn đi. Để nó nở sao mì dở lắm. Em biết rồi, tại vì cho ba Ly ăn cái nha. Cho nó ăn trước đi. Nó im rồi, nó đâu phải bữa ăn của em. Cho nó ăn con. Chơi cho nó im thôi chứ bạn. Nín thôi. Bây giờ nghe cái mùi xá xíu nó thơm, hấp dẫn dễ sợ. Ngon, nó cực sợ, cực sơ bự kìa bá. Cái cục ba này xương xương gì quên rồi con, xương ống á cả nhà, nguồn xương ống cái mà một cây xương ống mình nhờ cái người bán thịt chặt hai thôi, không có chẻ không có gì hết, cho nên nó ngon. Đó, đó, đó. Đây, trời ơi, đây ăn bữa anh ơi, ngon quá hả con, đồng nghiệp em không, kể cả nhà cho nó cầm miếng thịt đi, nè, cho nó cầm miếng thịt, lên cho, cho nó cầm thịt đây. Cô giáo đi xin kể đi xin đó mẹ. Hôm qua cô giáo hỏi ba làm nghề gì, nó kêu ba làm nghề đầu bếp. Cô biết nói không trời. Đầu bếp. Hỏi sao nó nói thì cô nói mở cho nó coi tivi đầu bếp ba kìa. Ừ. Ừ. Lại hả? Có một con trai nó đúng dễ sợ. Biết là cho sướng ngon ghê mẹ. Cái này mà mình sắp uống mỏng rồi mình ăn với bánh mì đúng là ngon. Vậy là vừa ăn uống nè, ngon. À, anh đã thích kẹo chút nữa. Món lòng kẹo. Cái này mai mình chấm bánh mì là bỏ cháy luôn. Thấm đi lắm miếng này thấm vậy nè. Bỏ hoa cho mình đi con. Cái bịch xíu xíu này, cái bịch ướp hết rồi nè. Ở ngôi chân Metro á cũng khoảng 19-20 ngàn vậy hả? Đúng rồi, hoa đẹp. Đúng. Đẹp. Nhưng này con nó hoa. Đúng rồi. Bỏ nó xuống đi, em bỏ nó xuống ăn, ăn đi để mày mày nó nghe. Thích cái chỗ cái đồ gói nghèo á cái nè. Rất là. Thích đồ gói hả? Đúng rồi, nhiều mà có đủ rồi. Con mình đi đầu gói cũng nghèo nè chú, cái đó cái có cái miếng mỡ mà mỡ đó cũng có ngán ha nhỉ.
như ra chợ xương ống vậy, thêm cái chút mình đô mất trước mẹ đó. Như ra chặt đô thôi, tại vì cái tủy ở trong cái mình chặt thêm nữa cái nó rớt tủy của thì tính ra nghe là nhỏ thủy rồi quên chặt tầm đâu mà cái cục này nó đâu dài không hai nhỏ khó quá một tay luôn. Mình ăn xương phải vali nhỏ thôi, bóc gấp đâu có được, cho ly cộng mì nha, gấp đâu có cạp được không thực tế lần đầu làm chút xíu vậy là thành công rồi cả nhà ơi. Ngon lắm. Mới mốt ăn nhiều lắm. Cả nhà mà muốn làm á là mua thịt về rửa sạch sẽ để khô ráo xong đó là đâm tỏi hành tím á cả nhà. Ướp vô. Rồi cho đường muối thơm ẩm nè, bột ngọt vô. Rồi cho thêm là mật ong, dầu hào. Trong vòng ăn cả nhà. Rồi, vậy đó là mình ướp vô mình để khoảng 30 phút. Mình để khoảng 30 phút rồi mình bắt cái chảo lên là mình không có cho dầu vô nha cả nhà, mình chỉ tráng qua tráng lại rồi mình để hết mấy miếng thịt vô tráng qua tráng lại cho thịt nó săn lại rồi chút cái nước mà mình ướp gia vị đó. Rồi mình cho vô để mình nấu luôn. Cái mà mình có chặt vô trái nước dừa nữa cả nhà. Chỉ làm nấu đến cạn luôn là tầm miếng xá xíu như vậy. Rồi, phải không? Xong rồi. Cố ấm đi cho ăn nha. Ai ông bà cô chú ơi. Em Bali nè, em Bali của mẹ măng ơi. Em Bali của mẹ măng ơi. Em con cười đi, cười ba cho mình. Cười đi. À, hai bay. Mi gió ông bà đi con. Mà. Trời mà. Chị ông bà con lấy đầu khôn không? Đầu khôn đâu, đầu khôn con đâu, đầu khôn ly đâu? Đầu khôn có ly đâu ta? Giữa hai tay luôn, hai tay luôn. Tay này nữa, tay này nữa. Giữa tay này nữa. Alo, ông bà cô chú. Alo, alo chú ông An, bắt anh hai đi. Alo, alo đi. Đó. Mẹ đi ngân cũng đang ăn đây. Ngân chậm lắm cả nhà. Bảo ăn rẹt rẹt cái này. Già cả lớn tuổi rồi. Ủa, mà đi. Cả lớn tuổi nên ăn chậm lắm. Nước này cũng vừa phải, không chậm nó phải đem cái gì. Muốn đem gì con ăn? Đem cái gì cũng ngon. Ăn rất là ngon cả nhà. Chậm đà lên. Nó có cái ngọt của xá xíu nên ăn nó lạ, nó ngon. Lạ, cũng vừa ngon. Ui, giật, cái đồ đổi làm con ấy. Nó giật cái đồ lại. Cho nó xinh, à, cho nó xinh. Đổi quá. Cười đi con, cười đi. Cười. Cười đi Ly. Cười đi. Ly cười. Ly cười. Ok, để gia đình thì coi như là video của gia đình mình đến đây xin kết thúc rồi cả nhà. Một bữa ăn rất là thôi, rất là ngon đi. Nó đơn giản thôi, có nhiều bạn nói là ăn gì mà đơn giản thôi. Bữa ăn rất là ngon. Thì cái cách làm heo xá xíu của mẹ mình cũng như là của gia đình mình thì nó như vậy đó cả nhà. Mong là cả nhà sẽ có thêm một món ăn ngon cho cái thực đơn của căn bếp nhà mình nha. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.